Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop bán chia tổng giải thưởng là 10.000 tập càng DRK nha bạn. Thì chương trình airdrop này nó chỉ random cho 1.000 winner may mắn nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mà tôi đã chatbot nha bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nha các bạn. Cái kèo này tổng bull nó tới 15.000 USDT nha bạn. Nên mình làm cái video này các bạn like nha bạn. Trên tờ Twitter này bạn theo dõi các bạn. Rồi các bạn bắt up đây nè. Sau đó follow cái partner đó nè. Rồi các bạn theo dõi các bạn. Rồi bạn bắt up đây nè. Tiếp tục các bạn tweet nữa nè. Rồi các bạn like đi các bạn. Các bạn chỉ cần tweet đang dạy các bạn vào thôi bạn. Rồi bạn tweet nè. Sau đó bạn bắt up đây nè. Rồi join tiếp kênh seller nè. Join tiếp kênh group nè. Join tiếp kênh seller nè. Join tiếp kênh group nè. Rồi vào kênh group này các bạn lấy group trang nha các bạn. Anh 7. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn subscribe kênh YouTube nữa các bạn. Trên kênh YouTube này bạn mới đăng ký là xong nha các bạn. Sau đó thì các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào nút chat. Rồi bấm vào này đó. Rồi bấm vào submit tên các bạn. Rồi bấm don. Sau đó các bạn vào đường link profile Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở Twitter thì các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào avatar, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba cái cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè, cho bot nè. Sau đó các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 trên dưới chất wallet của các bạn. Rồi sau đó họ có chọn kênh seller, kênh group, subscribe YouTube, bấm don nha bạn. Rồi sau đó submit link tweet thì bạn mở Twitter của tất cả bạn ra nè. Các bạn chia sẻ bài các bạn đã tweet nè. Sau chép liên kết gửi lại cho bot. Rồi sau đó bạn bấm vào balance sheet để check số cần mình kiếm được nè các bạn. Ok, tiếp tục thì các bạn bấm vào ghép link, lấy link ghép mình chia sẻ bạn bè cho người thân để kiếm được số cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tất cả các bạn, hẹn cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.